Cái này mà mẹ công nhận. Nhưng mà bây giờ đầu tư con có nghĩa là mình phải cầm căn nhà này đó. Thì đó. Nếu như mà muốn cầm thì cầm luôn. Tại vì sao? Đâu phải là bác hai giàu trong trứng nghèo ra. Ngày xưa bác hai cũng hưởng gia tài giống như ba, giống như cô Tư. Mà tại sao bây giờ bác hai là người giàu nhất cái nhà này? Có nghề người ta tính, người ta biết tính toán, người ta biết đầu tư đúng chỗ. Thì bây giờ mình phải đi theo cái con đường đó để mình giàu lên chứ. Ông nói là bây giờ là hết ưu tiên cho nhân viên rồi. Nhưng không. Ủa sao mà ba không báo mình sớm ta? Bởi vì nếu mà ổng biết tính toán làm ăn thì nhà mình đâu có khổ tới giờ con. Rồi bây giờ mẹ tính sao? Cái đó mẹ đang hỏi hai vợ chồng con, giờ tự nhiên con hỏi ngược lại mẹ. Nếu như mà mẹ hỏi con á thì con nghĩ là nên đầu tư. Trời ơi, em nói thì dễ quá ha. Đầu tư mà bây giờ lấy tiền đâu ra đi đầu tư? Thôi đừng có bạn ra ông ơi. Tiền thì mình sẽ nghĩ cách. Quan trọng bây giờ là có gan không, có gan mới làm giàu được ông ơi. Nó không có lập trường. Dạ. Nó nhu nhược lắm. Nó đàn ông mà tao nói nó làm sao á. Giống ba bay á. Không có giống mẹ chút mẹ nào. Ơi, con phải con này con dâu là con dâu mà nó y hệt tính hết. Tôi là làm cái gì là phải là làm tới nơi tới chốn. Phải quyết định và làm cho nó ra chuyện. Con chưa gì hết bàn ra. Tao nói tiếp bây giờ đầu tư mình làm sao nè. Bây giờ á, mình theo cái gương mà người giàu mình làm đi mẹ. Bác hai bên bển. Đâu phải đơn giản mà bác hai mua 7-8 miếng đất, một miếng bao nhiêu, 1 tỷ 2. 7-8 miếng là bao nhiêu? 7-8 tỷ, còn cả chục tỷ rồi. Là bây giờ là sao? Nên người ta cũng đầu tư đó. Em ơi, em nhìn em thấy cái bề nổi của người ta không à. Ok, anh đồng ý là người ta có tiền để người ta mua nhiều đất đúng không? Tại vì người ta đã có vốn sẵn. Còn nhà mình có gì đâu? Có một cục đất trụi chim xây cái nhà lên nè. Bây giờ lỡ có cái gì rồi sao? Cuốn gỡ ra ngoài đi thuê nhà trọ ở hả? À, này nó nói cái này, cái giấy này nó nói đúng. Ủa mẹ? Không, cái giấy trước là nó nói là mẹ không đồng ý, mà cái giấy này nó đúng. Bởi vì người ta là cũng có giàu sẵn rồi. Cái này mà mẹ công nhận. Nhưng mà bây giờ đầu tư không có nghĩa là mình phải cầm căn nhà này đó. Thì đó. Nếu như mà muốn cầm thì cầm luôn. Tại vì sao? Đâu phải là bác hai giàu trong trứng giàu ra. Ngày xưa bác hai cũng hưởng gia tài giống như ba, giống như cô Tư. Mà tại sao bây giờ bác hai là người giàu nhất cái nhà này? Có nghề người ta tính, người ta biết tính toán, người ta biết đầu tư đúng chỗ. Thì bây giờ mình phải đi theo cái con đường đó để mình giàu lên chứ. Mẹ nó nói đúng. Tại sao người ta tính, người ta cũng nhiêu đó mà người ta tính người ta đẻ tiền ra mà tại sao mình tính đẻ ra? Đó, con... quyết định đó. Không, con đồng ý là nhà mình sẽ làm giàu. Nhưng mà con muốn cái gì an toàn nhất cho cái nhà của mình. Mình giữ nguyên, không có đầu tư cái gì hết. Con cũng gặp an toàn bởi vì gấp ba ghê vậy. Nè. Hổn nha. Ừ, không, ý là mẹ không phải, ý con không chơi trách gì. Là không phải con nói ba đâu, ý là con muốn tốt cho gia đình thôi nên con gấp. Mẹ hiểu rồi, thôi đừng có mà hai vợ chồng cứ nói là nhằn hồ ngộ lắm. Hai vợ chồng bay á, không nói chuyện thôi mà nói tới là bắt đầu gây lộn. Mà không có tao đây là hồi chắc đánh lộn luôn đó. Bây giờ nín nghe tôi nói nè, mẹ quyết định đầu tư. Đúng á, muộn rồi. Đã quá muộn rồi. Cái Ủa? Gì vậy bà Sướng? Ủa? Bây giờ mà chị quyết định là mọi chuyện đã muộn màng rồi. Ê bà, mỗi lần tôi gặp bà hình như tôi không có hên đó bà Sướng. Sao bà muộn là sao bà? Là sao Tứ? Hên cái gì, bây giờ đất nền ở đâu nữa mà chị mua, người ta bán hết trơn rồi. Gì? 1 tỷ 2 đã sạch trơn. Bây giờ nếu chị muốn sang nhượng lại là phải 1 tỷ 4. Ủa? Cái gì mà nhanh vậy? Sao nhanh vậy? Bởi tôi nói tôi tức ông vui ha. Ở công ty á, người ta đưa cho mua, người ta lên kế hoạch không có chịu mua. Rồi người ta rần, người ta giao dịch trên mạng cũng không thèm dòm tới. Rồi cuối cùng nghĩ sao, rồi bây giờ người ta bán trơn rồi, người ta bán gần hết luôn rồi. Đó, ông hai đấy không, coi vậy mà ông mua được 7 miếng, ghê chưa? Ôi, ôi tiền. Ghê chưa? Tiền nó lọt qua kẻ tay rồi, cái ông đó. Cái gì tự nhiên tại tôi? Ôi, sao mà... Cái chuyện này là bây giờ thì không có đất này, mà mua đất khác. Trời ơi. Mày gan quá à, không có đất này mua đất khác. Nhưng mà bây giờ tôi thử nghĩ là tiền đâu. Đây nè, tôi nói cho con nghe. Cái thời vận, cái thời thế, cái cơ hội là mình phải nắm bắt, đúng không? Trời ơi, đất ơi, con nghĩ sao mà bây giờ đất nền người ta ha, một tấc đất là một tấc vàng. Bây giờ con không có chịu nắm bắt, bây giờ để người ta bán hết trơn rồi. Bây giờ con mua ở đâu để sẵn cho con mua? Làm gì có? Chưa đâu, bây giờ chưa đâu, chuẩn bị lên nữa nè. Cơ hội là mày phải nắm bắt trong lòng bàn tay. Mày tao nói cũng ba mày không thấy không? Bây giờ khoan nói tới mà 1 tỷ 4 đi. 1 tỷ 4 đổng lời trên 300 triệu rồi. Bây giờ chỉ cần 1 tỷ 2 thôi, ông cũng lời 200 triệu. Mới có mấy ngày mà mất lỗ 200 triệu. Đó. Mà 7 miếng là nhiêu? Đó. Trời ơi, phải chi ông nhà tôi mà ông sáng tính cái thì cuộc đời thì tôi đâu có khổ vậy. Bây giờ chưa đâu. Mai mốt là đất lên nữa.
Bây giờ mình đầu tư liền đi, để mốt mốt mình lỗ nữa. Mốt mốt là nhiều khi mua không được luôn á. Bây giờ giá nó lên rồi, lỡ mày mốt nó không lên nữa sao? Chị nghĩ sao vậy? Trời ơi, bây giờ nó mới lên có một lần thôi à. Nó còn lên nữa. Nó mới lên có lần đầu thôi đó. Chị ha, chị mua không? Nếu mà chị không mua thì bây giờ tôi cầm cái dãy phòng trọ của tôi mua. Bà đó. Hả? Tôi có nghe lộn không? Làm gì lộn? Cầm dãy phòng trọ đi mua đất thiệt á hả? Ôi trời đất ơi, chị nghĩ sao mà ở đây chỗ gương mặt của tôi nói chuyện rất là nghiêm túc rạng ngời nha. Ôi mà ơi, thiệt luôn á hả? Sao không thiệt? Bây giờ làm sao? Bây giờ chị không mua thì cứ để tôi mua. Còn bây giờ chị mua đi. Chị mua đi. Nếu mà chị hụt thì tôi phụ cho. Có gì thì mình đầu tư chung. Chịu không? Rồi mà thôi, bây giờ mẹ coi mẹ quyết định luôn đi. Chứ bây giờ cái giá nó lên mỗi ngày đó mẹ. Lỗ, không mua là lỗ. Quan trọng là quyết định đó mẹ nè. Cái câu mới vừa rồi nói gì là nếu mà tôi thiếu hụt thì ơi, tôi nói bây giờ nếu như mà bà hụt quá. Ừ. Em hùng với chị, hai chị em mình đầu tư chung. Còn bây giờ thôi, chị bây giờ chị cầm đi. Chị đóng lời đúng không? Đóng lời là đóng lãi đó đúng không? Trời, em lời. Phụ chị. Tụi con cũng tụi phụ con, với tụi mẹ con, nữa. Tụi con phụ với mẹ luôn. Đâu á, trời đất ơi. Nhưng mà quan trọng bây giờ mẹ phải quyết định. Bây giờ chị cầm đi. Ủa, cái nhà này tôi cũng có phần mà. Mày mẹ cái này quyết định nhanh nha. Nhanh đi, để tao lỗ nữa. Đi Chá, quyết định lên. Quyết định, cầm nhà.